Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Miền Tây Daily. Trưa nay ngày 21 tháng 9 năm 2021, mình xin gửi đến một số tin tức như sau. Đầu tiên là báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình xét nghiệm và trường hợp mắc mới ghi nhận từ 19 giờ ngày 19 tháng 9 đến 19 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2021. Số ca mắc mới là 138 ca, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 đến 19 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2021 lên 4.706 ca ghi nhận tại các địa phương đơn vị sau. Thành phố Rạch Giá ghi nhận 37 ca dương tính mới, trong đó 4 trường hợp test nhanh sàng lọc cộng đồng, 2 ca phường Vĩnh Lạc, 1 ca phường Vĩnh Quang và 1 ca phường Vĩnh Bảo. 15 trường hợp test nhanh sàng lọc khu phong tỏa, 8 ca phường Vĩnh Lạc và 7 ca phường Vĩnh Hiệp. 18 trường hợp cách ly tập trung, nâng tổng số ca mắc của Rạch Giá lên 1.890 ca. Thành phố Hà Tiên ghi nhận 49 ca dương tính mới, trong đó 5 trường hợp test nhanh sàng lọc cộng đồng, 4 ca Thượng Yên và 1 ca Bình Sang, lấy mẫu ngày 17 tháng 9 theo kế hoạch số 06. 28 trường hợp test nhanh sàng lọc khu phong tỏa, 15 ca Mỹ Đức, 6 ca Thượng Yên, 2 ca Pháo Đài, 5 ca Bình Sang, lấy mẫu ngày 17 tháng 9 năm 2021 theo kế hoạch số 06. 16 trường hợp cách ly tập trung, nâng tổng số ca mắc của Hà Tiên lên 736 ca. Kiên Lương ghi nhận 16 ca dương tính mới là các trường hợp test nhanh sàng lọc khu phong tỏa Bình An, lấy mẫu ngày 17 tháng 9 theo kế hoạch số 06, nâng tổng số ca mắc của Kiên Lương lên 728 ca. Hòn Đất ghi nhận 10 ca dương tính mới, trong đó 4 trường hợp test nhanh sàng lọc cộng đồng, 2 ca Mỹ Lâm, 1 ca Mỹ Phước và 1 ca Sóc Sơn, lấy mẫu ngày 19 tháng 9 năm 2021 theo kế hoạch số 06. 6 trường hợp cách ly tập trung, nâng tổng số ca mắc của Hòn Đất lên 285 ca. Châu Thành ghi nhận 7 ca dương tính mới, trong đó 3 trường hợp test nhanh sàng lọc khu phong tỏa, thị trấn Minh Lương, lấy mẫu ngày 19 tháng 9 theo kế hoạch số 06, 4 trường hợp cách ly tập trung, nâng tổng số ca mắc của Châu Thành lên 273 ca. An Minh ghi nhận 4 ca dương tính mới là các trường hợp cách ly tập trung, nâng tổng số ca mắc của An Minh lên 27 ca. Vĩnh Thuận ghi nhận 2 ca dương tính mới là các trường hợp test nhanh dương tính, khám bệnh trung tâm y tế huyện, nâng tổng số ca mắc của Vĩnh Thuận lên 157 ca. Giang Thành ghi nhận 2 ca dương tính mới, trong đó 1 trường hợp test nhanh sàng lọc khu phong tỏa Phú Mỹ, lấy mẫu ngày 17 tháng 9 kế hoạch số 06, 1 trường hợp cách ly tập trung, nâng tổng số ca mắc của Giang Thành lên 104 ca. Gò Quao ghi nhận 1 ca dương tính mới là các trường hợp cách ly tập trung, nâng tổng số ca mắc của Gò Quao lên 94 ca. Bệnh viện Lao Phổi ghi nhận 10 ca dương tính mới là các trường hợp cách ly tập trung, nâng tổng số ca mắc của Bệnh viện Lao Phổi lên 25 ca. Số các trường hợp nhiễm tại các đơn vị địa phương kể từ đầu dịch đến nay như sau: Bệnh viện Đa Khoa 74 ca, Rạch Giá 1.890 ca, Dầm Ghiền 127 ca, Hà Tiên 736 ca, An Biên 13 ca, Vĩnh Thuận 157 ca, Tân Hiệp 14 ca, An Minh 27 ca, Gò Quao 94 ca, Kiên Hải 7 ca, Phú Quốc 5 ca, Châu Thành 273 ca, Hòn Đất 285 ca, Kiên Lương 728 ca, U Minh Thượng 7 ca, Giang Thành 104 ca, Bệnh viện Lao Phổi 25 ca, Bệnh viện Ung Bướu 140 ca, tổng cộng là 4.706 ca. Nguồn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh được Sở Y tế Kiên Giang duyệt. Tiếp theo là văn bản số 1504 ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện các biện pháp hành chính phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương áp dụng theo chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các huyện, thành phố áp dụng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ gồm Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, An Minh, An Biên, Gò Quao, Dòng Ghiền, Tân Hiệp, Kiên Hải, Giang Thành và Phú Quốc bắt đầu từ 0 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2021 đến khi có quyết định mới. Một là khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền, người suy yếu hệ miễn dịch, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc. 2. Tiếp tục dừng các hoạt động sự kiện sau. Dừng các hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người nơi công cộng,
sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Dừng tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người. Trong trường hợp đặc biệt thì phải có kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống dịch của chính quyền địa phương và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì mới được tổ chức. Dừng hoạt động các cơ sở dịch vụ không thiết yếu có nguy cơ cao gồm cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, karaoke với mọi hình thức, xông hơi, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà, gym, yoga, fitness, pizza, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet, ăn uống có tổ chức hát với nhau, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, vui chơi, giải trí tại các địa điểm công cộng, các hoạt động đón khách tham quan, du lịch tại cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 3. Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, bán buôn, bán lẻ, sổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, các cơ sở kinh doanh ăn, uống, cà phê. Trừ các cơ sở nêu tại điểm C 1-2 công văn này, khu tập luyện, thể thao ngoài trời, khu di tích, danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí, casino, Windwonder, Renwer, Safira, Phú Quốc, cáp treo được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo quy định và hướng dẫn của ngành y tế như khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và đảm bảo khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Trường hợp vi phạm các quy định về an toàn phòng chống dịch sẽ buộc phải tạm dừng hoạt động và bị xử lý theo quy định. 4. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trong nội huyện, thành phố được phép hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải như hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, xà phòng, dung dịch sát khuẩn để rửa tay cho hành khách. Các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động như hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy chính quyền địa phương quyết định và phải thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm như khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, bố trí chỗ ngồi hợp lý, thực hiện giám sát về y tế, khai báo y tế khi tham dự. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, các sở ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp báo cáo, phối hợp đề xuất chỉ đạo xử lý. Chủ tịch Lâm Minh Thành đã ký. Tiếp theo là văn bản số 1500 ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Thực hiện quyết định số 2245 ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đối với các địa phương thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 bắt đầu từ 0 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2021 cho đến khi có văn bản mới. Huyện Châu Thành gồm xã Mông Thọ, Mông Thọ A, Mông Thọ B, Thạnh Lộc, Dục Tượng, Vĩnh Hòa Hiệp, Vĩnh Hòa Phú, Bình An, Minh Hòa. Huyện Hòn Đất gồm xã Lình Quỳnh, Thổ Sơn, Nam Thái Sơn, Mỹ Thái, Sơn Bình, Mỹ Thuận, Mỹ Hiệp Sơn. Thành phố Gạch Giá gồm xã Phi Thông, phường Vĩnh Lạc, Vĩnh Bảo, Vĩnh Thông, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thanh Văn, Vĩnh Lợi, An Bình, An Hòa, Rạch Sỏi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nghiêm túc triển khai các nội dung theo nguyên tắc như sau. 1. Người dân hạn chế ra đường nếu không có việc thật sự cần thiết để phòng chống dịch. Khuyến cáo người dân nên ở nhà, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền, người suy yếu hệ miễn dịch, siết chặt việc di chuyển của người dân, nhất là đến và trở về từ các nơi có dịch bệnh. Các địa phương đang áp dụng biện pháp giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà sau 18 giờ cùng ngày cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. 2. Tiếp tục dừng các hoạt động sau. Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Dừng triệt để các hoạt động kinh doanh, đón khách sử dụng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh, cơ sở làm đẹp, cắt tóc, gội đầu, phẫu thuật thẩm mỹ, karaoke với mọi hình thức, vũ trường, xông hơi, vật lý trị liệu, massage, quán bar, rạp chiếu phim, nhà hát,
các cơ sở kinh doanh, sân bóng, trò chơi điện tử, dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà, gym, yoga, fitness, pizza, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet, ăn uống có tổ chức khác với nhau, nhà hàng, các quán bia, hoặc cơ sở kinh doanh thức uống có cồn, cơ sở kinh doanh thức uống, cơ sở kinh doanh ăn uống, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng và các tụ điểm vui chơi giải trí khác trên địa bàn tỉnh. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí và các địa điểm công cộng. Dừng đối với các hoạt động đón khách tham quan, du lịch tại các khu, điểm du lịch, di tích, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tiếp tục tạm dừng hoặc tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại tập trung đông người. 3. Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh và điều kiện thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện thống nhất với các cấp ủy quyết định cụ thể và chịu trách nhiệm việc cho phép hoạt động các ngành nghề lĩnh vực sau: các nhà máy, xí nghiệp hoạt động sản xuất trên cơ sở tổ chức lại hoạt động sản xuất, các hoạt động xây dựng và các cơ sở nguyên nhiên vật liệu vật tư xây dựng phục vụ cho hoạt động xây dựng, các hoạt động sản xuất nông nghiệp, khai thác, đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, các cơ sở sản xuất kinh doanh, cung ứng nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, cây, con giống, dịch vụ cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, khai thác, đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, các hoạt động vận tải hàng hóa lưu thông, hàng hóa thiết yếu, có thể xem xét cho hoạt động vận chuyển người ở một số khu vực nhất định, taxi phục vụ cho bệnh viện để chở người. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, các sở ngành và Ủy ban Nhân dân cấp huyện kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh để tổng hợp báo cáo, phối hợp đề xuất chỉ đạo xử lý. Chủ tịch Lâm Minh Thành đã ký. Phần chia sẻ của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý cô chú, anh chị em và các bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để được cập nhật tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cũng như là các tin tức khác có liên quan. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video sau.